Khỉ đây đủ ăn. Khỉ béo phì không? Khỉ béo phì. Ồ túc. Nó quá mập luôn cả nhà. Ồ những con khỉ này thật sự là nó mập thiệt luôn á. Kênh chạy xe điện á có chia sẻ là khi mà chúng ta đến côn đảo thì chúng ta phải đi. Khương Nhật Minh xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày 11 tháng 6 năm 2022. Thì hiện tại bây giờ mình đang ở tại Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Trong buổi sáng ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với cả nhà về điểm du lịch tiếp theo thông qua anh một tài xế xe điện nhưng mà chạy bằng xăng.
Trong buổi sáng ngày hôm nay là ngày thứ bảy nha cả nhà, thì địa điểm chúng ta sẽ ghé đến ở trên côn đảo đó là một cái ngôi chùa. Buổi chiều chiều đi anh ạ, buổi chiều đi, sáng ngày đi mấy cái điểm này cho nó mát đã. Chiều đi đi biển luôn anh, Tâm Châu. Tâm Châu đi sân bay hả? Tâm Châu đi sân bay. Đi ngay sân bay hả? À. Cảm mọi người không hiểu ra gì. Ấy chị chẳng giờ giờ bắt để cho nhân viên. Dạ, chiều chiều. Chờ rồi thì cái địa điểm tham quan trong buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ được hướng dẫn bởi anh chạy xe điện bằng xăng này. À, anh có thể chia sẻ với em về cái địa điểm mà chúng ta sẽ đi du lịch tại côn đảo trong buổi sáng ngày hôm nay là địa điểm nào không anh ạ? Ở đây thường thường là mình đi du lịch ra ngoài côn đảo là đi lễ tâm linh. Tâm linh. Đi chùa đầu tiên. Chùa đầu tiên. Bao giờ chùa đi hướng Phật đầu tiên xong rồi mình thờ thánh sau là đi chùa Vân Sơn Tự. Dạ. Xong rồi tới miếu Bà Hoàng Phi Yến. Dạ. Xong rồi tới miếu Nam Cô. Dạ. Còn gọi là miếu Ngũ Hành đấy. Dạ. Là điểm cuối cùng gần dưới lại cảng bến Đầm là xuống mình ăn bè ăn trưa là vừa. À dạ. Vậy là coi như là mình sẽ đi 4 3 giờ đến tâm linh. Dạ. À vâng. Xong buổi chiều về đầu giờ chiều đi tham quan nhà tù. Dạ. 4 giờ chiều đi xuống dưới cảng bến Đầm Trầu. À. Dạ. Cái đó là theo cái lịch trình. Mà thường mà du khách đến côn đảo là đều như vậy. Vâng. À. Vậy là hôm nay là chúng ta đi chùa là chùa gì anh? Chùa Vân Sơn Tự hay Vân gọi Sơn là Tự. Chùa núi Một. Chùa núi Một. Nó nằm trên cái địa thế gọi là hình con rùa. Hình con rùa. Phía chùa thì nằm trên đầu rùa còn phía sau là mình. À. Cái chùa đấy thành lập năm 1964. À, 64. Vậy là cũng gần 60 năm rồi. 58 năm. Cô đâu chứ là. Vậy là địa điểm chúng ta sẽ di chuyển trong buổi sáng ngày hôm nay đó là Vân Sơn Tự cả nhà ha. Thì khi mà đến côn đảo á, cả nhà có nhiều cái phương tiện di chuyển là chúng ta sẽ thuê xe máy hoặc là chúng ta di chuyển bằng những chiếc xe tiện như vậy. Đó, thì tùy theo cái nhu cầu của chúng ta thôi. Nhưng mà trong cái chuyến hành trình lần này á, là mình sẽ chia sẻ với cả nhà đó, thông qua những chuyến xe điện như vậy để chúng ta hiểu rõ hơn về những cái người dân ở đây cũng như là những anh tài xế sẽ biết lành hơn để chia sẻ những cái điểm chúng ta đi nó sẽ đỡ tốn thời gian hơn nhiều lắm cả nhà ha. Chờ rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tới chùa Vân Sơn Tự. Vân Sơn Tự thì cách ngay chỗ chợ côn đảo khoảng bao nhiêu km anh? 2 cây rưỡi. Vâng. Vân Sơn Tự được thành lập 58 năm. Có hình dáng là hình của một chú rùa phải không? Đó là bữa nay mình chia sẻ với cả nhà về quang cảnh chúng ta đi đến địa điểm du lịch tiếp theo ha. Đi xe điện thì tốc độ nó hơi nhanh tí nha cả nhà. Nhà thông cảm giúp cho mình nha. Chúng ta đi đường này. Đường này tên gì anh? Đường Nguyễn Văn Linh. Nguyễn Văn Linh. À, đây là đường Nguyễn Văn Linh nha cả nhà. Một bên trái là nhà của người dân, bên phải thì một bên quản lý của nhà nước. Đường này là đường gì anh? Lê Hồng Phong. Lê Hồng Phong. À, chúng ta quẹo qua đường Lê Hồng Phong rồi cả nhà.
viện quân y. Bên trái là trụ sở công an. Thời tiết hôm nay khá là nắng. Nói chung nắng như vậy thì mình mới dễ dàng chia sẻ với cả nhà được. Cái mấy lần mình đi bão trong những mấy lần gần nhất mà mình đi thì nó bão không. Như vậy thì quay chia sẻ được quang cảnh với cả nhà về cái tuyến đường ở tại côn đảo luôn đúng không ạ? Đây là đường Nguyễn Huệ. Bình thường mà đối với dịch vụ chạy xe điện của anh là anh hoạt động từ mấy giờ tới mấy giờ? Tùy khách, thường thường là tầm có 6 giờ em chạy, 10 rưỡi thì 1 giờ em đi. Thôi, chạy tới khuya luôn ha. Mình nhớ không lầm thì đây là một cái con đường mà chúng ta ra. Thôi, muốn dịch ra thì bánh nước lại. Ra chỗ bến tàu, ngoài đó là bến tàu đúng không? Bến tàu. À, dạ. Bến tàu đi các khu resort sân sơn nhất. Cái khu resort là bên tay trái ha. Đây là cái đường mà chúng ta ra bến tàu nữa cả nhà. Nếu mà cả nhà đi bằng tàu cao tốc á, thì chúng ta sẽ đi hướng này. Trên núi là có chùa. Đâu ạ? À? Đâu? Có núi. Núi nè. Vân Sơn Tượng. Hay còn gọi là chùa núi Mộ. À. Nó nằm trên cái địa thế gọi là hình con rùa. Phía chùa nằm phía đầu, còn phía sau là mình rùa. À. Đây chùa. À, vâng, thấy ngồi chùa rồi. Cái nhà có thấy được cái chùa màu vàng vàng không ạ? À? À, đúng rồi, hình chú rùa thiệt. Đây cái nhà. Đó, nguyên một cái mai rùa đó. Đây là nằm ở đầu rùa. Còn bây giờ anh nói mới để ý nha. Năm trước quay mà lúc đó không để ý lắm. Ồ, đúng rồi, hình đầu chú rùa nè cái nhà. Nè nè chị, nè chị. Cái đầu hình chú rùa nè. Bò bánh đầm luôn hả chị? Không, không, cái chùa. Bò bánh đầm không chị? Dạ, ghé chùa trước. Cái nhà đá đầu tiên là nhà đá di tích sở muối ngày xưa. Sở muối. Vâng, hay còn gọi là kho lưu trữ muối. Kho lưu trữ muối. Vâng. Sở muối. À, sở muối. Quá trời du khách rồi cả nhà ơi. Đó còn quán xưa. Giờ gần như mình lên chùa phương thức là đi bộ lên. Vâng. Hơn 100 bậc. Dạ, khoảng độ mấy phút lên. Mấy phút. Mấy phút là phải đi dữ lắm á. Mà vừa đi vừa nghỉ thì chắc chắn sẽ rất là lâu rồi. Cái hồ nước ngọt đó giờ. Cái này là hồ nước ngọt anh. Dạ. Ờ. Tí nên biếu bà thì chuyện xong. Rồi ok. Mình đi chùa. Chùa đường nhiều khỉ lắm anh, thằng nó giật máy. Nhiều khỉ à? À vâng, coi chừng bị giật máy. Đây cả nhà, bây giờ chúng ta hãy ghé tới Vân Sơn Tự nha. Đây là hồ nước ngọt nè. Một năm rồi mình mới quay trở lại nơi đây. Nói chung thì thấy quang cảnh nó cũng không khác biệt nhiều lắm. Đó. Thì theo như là Can chạy xe điện có chia sẻ là khi mà chúng ta đến côn đảo thì chúng ta phải đi đến những cái nơi đa số là côn đảo là du lịch tâm linh. Thành ra là chúng ta sẽ đi những khu chùa chiền trước. Đó, để chúng ta cúng bái, sau đó chúng ta mới đi tham quan đến những cái điểm tiếp theo. Cả nhà có thể thấy là đang khá là đông du khách không ạ? À, mình chia sẻ với cả nhà về quang cảnh xung quanh trước đi hen. Đây mình thấy có bán kem dừa nè, kem dừa cũng khá là đắt. Cái lỗ này hai bên.
Đó, đây là ngay cổng chùa nha cả nhà. Vân Sơn Tự, chùa núi một, Côn Đảo. Di tích đã xếp hạng cấm xâm phạm. À, bây giờ chúng ta leo núi lên chùa thôi cả nhà ha. Cả nhà thấy du khách tham quan nè. Đi chiêm bái chùa. Cả nhà thấy thì đây là cái đường lên của chúng ta là những cái cây rừng á. Rồi đất, đá nè. Nói chung thì cái đường lên chùa cũng rất là dễ dàng với những cái bậc đá ở đây. Nó cũng khá là to, dài dài. Rộng lắm luôn rồi nè cả nhà. Cái dốc mà đường lên chùa cả nhà thì nó khá là cao ha. Đi đây là mình hơi bị thấm mệt. Quýu chân chưa? Rồi, cảm ơn anh. Đi này phải vịnh lan can mới an toàn nha cả nhà. Mệt quá hết nói rồi. Đi lên tới đây là hơi không còn được bình thường. Cái nhà có biết là cái độ dốc ở đây nó rất là cao luôn á. Đi xuống thì nó khỏe hơn nhiều. Công ty cũng năm 1976 thôi nha.
con vừa nhắc rắn luôn đó chú Hải. Ở đây là một điểm mà chụp ảnh dành cho những ai yêu thích mạo hiểm đó nha. Ra ngoài khu vực đó. À, anh quay không à? Anh quay không à nha, anh không có chụp nha. Vô hết luôn rồi đó em ơi. Cái nhà thấy là những cái du khách hành hương ở đây đi chiêm bái á, thì sẽ mua những cái đó hoa sen trắng đó để đem lên cúng Phật. Quá đẹp. Nhìn camera chụp là biết có tâm lắm rồi. Rồi chúng ta đã được lên gần tới rồi nè cả nhà. À, ở đây chúng ta sẽ có một quả chuông rất là to ở đây. À, còn một chú khỉ nha cả nhà. Ở trên đây khỉ khá là nhiều. Thật ra hồi nãy mà anh Tài mà chở chúng ta có nhắc nhở là trên đây khỉ nhiều lắm. À, cầm điện thoại coi chừng bị khỉ nó giật. Mình đã từng cảm nhận được về cái vấn đề mà khỉ nó khá là phá phách cả nhà, lý lắc. Nó cũng hay giật những cái thứ đồ cầm trên tay của du khách. Rồi chúng ta tới mẹ Quan Thế Âm rồi. Đa số thì những du khách mà mua những cái đó hoa sen á là sẽ tặng mẹ ở đây trước. Cái nhà thấy là quá nhiều du khách đang tham quan đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ đi lên cửa bên trái. Chút xíu chúng ta sẽ xuống cửa bên phải chứ. Chùa Vân Sơn. Hôm nay vui quá, quá là đông du khách luôn. Không thắp nhang trong chánh điện. Đó là những lời mà dặn dò nhắc nhở trước khi mà chúng ta vào bên trong chánh điện ha. Chúng ta thắp hương ở đây ạ. Cả nhà biết mà ngày xưa mà nếu mà xây dựng được một cái ngôi chùa trên núi như vậy là thật sự là một cái kỳ công lớn lắm luôn cả nhà. Rồi mình sẽ giới thiệu với cả nhà bên trong chánh điện nha.
mình thấy thiết kế ở chùa Vân Sơn khá giống những cái ngôi thiền viện mà mình đã từng quay chia sẻ với cả nhà. Đức Thánh Hiền. Đại Hùng Vũ Điện, mình phải là mở đường hướng thiện, diệt hết ác tâm. Chúa ông. Đức Hộ Pháp. Vô đây hơi khác tí cả nhà. Quan Âm Quá Hải. Thập Điện Diêm Vương.
kinh để tụng không được thỉnh. Thập điện Diêm Vương. Quan Âm Tọa Sơn. Tam Thế Chư Phật. Đây cả nhà thấy là hai cái này là hoa tươi ha. Đa số là hoa cúc và hoa lan. Chín rồng phun nước. Nhà đợi mình tí nha. Được rồi, sau khi mình đã chia sẻ với cái nhà về chánh điện của Vân Sơn Tự, bây giờ chúng ta hãy đi qua bên trái ha, rồi chúng ta đến với bên phải. Mình nhớ không lầm thì đối với Vân Sơn Tự là rất là mến khách. Thành ra là mình thấy ở trên Vân Sơn Tự có đãi, năm trước thì mình có ăn chè đó trên đây đó, năm nay thì chưa biết như thế nào. Còn cả nhà có thấy được cái quang cảnh mà chúng ta khi đứng trên Vân Sơn Tự như thế nào không? Đẹp mê hồn luôn cả nhà. Cả nhà thấy được cái nước biển xanh ngọc biếc ở dưới không ạ? Ngoài ra chúng ta cũng có những cái hòn đảo lớn nhỏ xung quanh. Đây nữa. Ok, được, ok. Dạ rồi, chúng ta cùng đi tham quan tiếp thôi cả nhà ha. Khu vực này là khu vực nhà bếp nha cả nhà. Mình cũng muốn chia sẻ với cả nhà lắm. Đó, mình nó hơi kỳ. Đó, thôi mình quay như vậy thôi ha. Cả nhà thấy cái view chỗ này cũng rất là đẹp đúng không ạ? Và để xem lần này thì chúng ta sẽ được đãi ăn món gì ha. Đây có một cái chuông rất là to, quốc thái dân ngang. À, vậy là vẫn là cái món hột é nha cả nhà. Món nước mát hột é nè.
nước hạt é đác. Không em muốn à, cảm ơn. Đây giờ chúng ta còn một cái món nữa là món trà vôi nóng nha cả nhà. Bây giờ nóng quá đó, bóp khói như vậy nè cả nhà. Ui, cố camera luôn. Đó là chúng ta sẽ có hai cái món nước giải khát. Để giờ mấy chị ăn uống gì chưa? Uống chưa? Uống trà vôi hay là uống hạt é? Cảm giác của hai chị về học é là như thế nào? Mát đúng không? Dạ, có ngọt quá không? Dạ, đó là chắc có lẽ là một trong những nguyên nhân mà chùa đãi cho chúng ta nước. Dạ. Dạ rồi. Rồi để em đi vòng vòng cái. Ủa cái này là gì? Bánh gạo à? Dạ. Chúng ta được đãi bánh gạo nữa cả nhà. Dạ. Hộp này là gì anh? À mứt luôn hả? Mứt gừng. Wow. Quá là hoành tráng luôn rồi cả nhà. Chúng ta được hai loại nước và bánh rồi mứt nữa. Dạ, ủa trái cây nữa hả chị? Ủa có trái cây nữa cả nhà. Chúng ta có táo nè, có khóm hay thơm, có bưởi gì đó, chấm chén muối ớt. Bên trong chùa có một cái khu trồng lan như này cả nhà. Rồi chúng ta qua tiếp khu tiếp theo. Đúng rồi cả nhà, thật sự là rất là giống về cái thiền phái Trúc Lâm. Sáng Thiền Tôn Thánh Mẫu Việt Nam. Xin lọc hả thầy? Dạ. 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 Rất hay luôn. Mình đốt nhang rồi mình lại nhận lọc. À giá thôi. Quan Âm Chuẩn Đề. Good.
sư tổ Việt Nam. Trần triều hiển thánh. Sớ cầu an. Rồi, chúng ta đi tham quan tiếp đi nha. Ta đi hết bên trái vậy chúng ta qua bên phải. Sớ cầu an. Cái này là cái gì vậy? Mấy chế? Là sở cầu an. Có nghĩa mình ghi họ tên của những người mình cần cầu bình an vào. Đúng phải không ạ? Rồi sao nữa ạ? Sao mình đốt hả? Mình đã xin cho thầy, thầy sẽ tự hóa cho mình. À, tự hóa cho mình. Dạ, yeah. Là mình gửi cho thầy ha. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Rồi, cảm ơn mấy chế. Dạ đây, cái nhà hóa. Chắc là cái nhà khu vực này khu đốt phải. Đây, nhà vệ sinh thì chúng ta đi đường này. Ngoài ra ở đây chúng ta vẫn còn một cái ngôi thờ, cái nhà thờ. Cái đường này chúng ta vẫn có thể là đi thông qua xuống được nha. Mình cũng đang thắc mắc là còn một chỗ nữa. Là chúng ta sẽ có một cái đường mình đi lên trên núi à. Bên đây không biết có gì ở trên ấy. Chúng ta lên thử xem. À, chỗ hóa vàng hay là nơi đốt vàng mã là đây nè cả nhà. Ồ, hồ nước ngọt như đang được nâng cấp sửa chữa xây dựng gì đó. Cái trên đây thì ít có người đi tới cả nhà.
mình thấy đường này thì nó cũng dễ đi thôi. À, ở đây có một cái miếu thờ. Đây là hết đường rồi đó nha. À, vẫn còn, nhưng mà đường này thôi, chắc có lẽ là hết rồi. Trước ngôi miếu này thì không biết thờ gì, mà bây giờ thì trống rồi. Rồi thôi chúng ta đi xuống thôi cả nhà. Cái nhà mà đi lên mấy cái núi á, cái nhà hay thấy mấy con cuốn chiếu nó rất là to, nhìn nó cũng sợ lắm chứ. À, cả nhà đợi mình tí nha. Dạ rồi, bắt đầu chúng ta sẽ đi xuống thôi. Nãy cái đường bên đây mình chưa chia sẻ với cả nhà ha. Chúng ta sẽ xuống cái đường bên đây. Mà trước khi mà chúng ta xuống đường đó thì mình sẽ chia sẻ lại cả nhà về bên cái cánh cánh bên phải, ngôi chánh điện mà nãy mình chưa chia sẻ đó. Rồi chúng ta xuống bằng đường bên đây thôi. Chúng ta đi vệ sinh như thế này. Chỗ cái ngôi nhà màu vàng vàng đó cả nhà. Coi chừng khỉ phá xe. À vậy là chúng ta có một cái đường mà lên Vân Sơn Tự nè cả nhà. Cái đường xe máy chạy lên á. Rồi cả nhà đợi mình chút xíu nha. Cũng rất là sạch sẽ. Dạ rồi, thì mình đã đi ngược trở lên rồi. Mình sẽ đi đường này để mời cả nhà cùng đi xuống chung với mình nha. Ủa, giờ chúng ta vẫn còn một cái chỗ thờ tự bên đây nữa cả nhà ơi. Địa Tạng Vương Cung, bốn ân đền đáp, ba cõi yên vui. Đó, chúng ta sẽ đi xuống bằng đường này.
Ồ, bây giờ đông du khách tham quan hơn nữa nè cả nhà. Những cái đoàn khách. Giờ chắc khoảng 9 giờ rưỡi á. Đây những du khách bắt gặp những chú khỉ rồi, cho những chú khỉ ăn chuối nha cả nhà. Bốn chú, năm chú. Nhìn mặt bất cần quá. Mặt bất cần quá, chắc là ăn bánh quá. Ăn đầy đủ thì nó mập. Thường thấy khỉ ốm chứ đâu thấy khỉ mập phải không? Khỉ đây đủ ăn. Khỉ béo phì. Ôi túc, nó quá mập luôn cả nhà. Còn những con khỉ này thật sự là nó mập thiệt luôn á. Mới đầu nhìn sơ sơ thì không thấy rõ mà sao mà nhìn này thấy nó bự thiệt. Nó nu rồi, tròn quay rồi. Thấy không? Thấy con khỉ không? Ba vui. Cả nhà thấy con khỉ nó ăn không? Một trái chuối xiêm mà nó đang ngấu nghiến, nó cắn rất là đều luôn. Xuống thôi. Nó tới rồi. Chuyến dài mà. Xong rồi. Không mệt, đi lên núi gặp. Con nó đòi ăn nhưng mà khỉ mẹ không cho. Khỉ mình nó cũng ham ăn với con đó nữa. Mắc cười luôn. Rồi, chúng ta xuống rồi cả nhà. Ở cả nhà thấy là đây là một trong những cái ngôi chùa mà rất là đông đảo những cái khách mà khi đến với Côn Đảo là sẽ đi viếng đầu tiên, đi thắp nhang nguyện cầu bình an. Giật mình. Mấy con khỉ này là mình giật mình luôn cả nha. Nó đu xuống là giống như nó giật điện thoại của mình vậy. Trời ơi, nó giật nguyên bọc chuối luôn. Nhiều quá rồi.
Ồ, mình lớn quá, anh ta giật điện thoại của mình nữa. Thấy mấy con này nó hơi manh động. Nó thấy bọc trái cây cho bắt đầu nó xuất hiện nhiều quá nè cả nhà. Trời, mười mấy con luôn á. Cầm bánh cẩn thận coi chừng khỉ nó giật. Dạ rồi, vậy là mình đã chia sẻ xong với cả nhà về một cái điểm mà du lịch tâm linh, đó là Vân Sơn Tự ở tại Côn Đảo ha. Thì khi cả nhà ghé đến Côn Đảo á, cả nhà có thời gian thì cả nhà hay ghé thăm viếng và chiêm bái Vân Sơn Tự này, một cái vẻ đẹp rất là đặc trưng luôn. Rồi bây giờ chúng ta hãy đến cảm ơn anh chị em cô chú bác đã bỏ thời gian theo dõi video của Khương Nhật Minh. Khương Nhật Minh chúc anh chị em cô chú bác xem video vui vẻ ha, có thêm nhiều kiến thức du lịch bổ ích khi đến Côn Đảo. Cảm ơn cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo. Khương Nhật Minh xin chào cả nhà, chúc cả nhà xem video vui vẻ.